Bảo Đại sinh năm 1913, mất năm 1997. Tên khai sinh là Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy, là vị hoàng đế thứ 13 và là vị hoàng đế cuối cùng của triều đại nhà Nguyễn, cũng là cuối cùng của chế độ phong kiến trong lịch sử Việt Nam. Nói về cuộc đời của Bảo Đại, cuốn sách mang tên Bảo Đại Hoàng đế cuối cùng của tác giả Lý Nhân Phan Thứ Lang đã gây rất nhiều sự chú ý. Trong đó có những mô tả về những ngày cuối cùng mà Bảo Đại làm hoàng đế. ZNews đã đăng tải những nội dung này và mình có sưu tầm cũng như tổng hợp thêm các tư liệu khác để các bạn dễ theo dõi về những ngày làm vua cuối cùng của Bảo Đại và xin được trích dẫn như sau. Vào những ngày trung tuần tháng 8 năm 1945, người dân cả nước từ quê đến tỉnh đều nô nức chờ đón ngày chính phủ cách mạng lâm thời của nước Việt Nam độc lập ra mắt quốc dân. Từ đây, chính phủ quân chủ sẽ cáo chung, vua Bảo Đại phải thoái vị. Vào những ngày này, vua Bảo Đại tỏ ra buồn chán vì chưa tin vào lời hứa của cách mạng sẽ để yên cho cựu hoàng và gia quyến. Việc cả gia đình Nga Hoàng bị sát hại sau cách mạng tháng 10 năm 1917 đã làm cho Bảo Đại lo sợ. Sáng ngày 22 tháng 8 năm 1945, ông Phạm Khắc Hòe, ngự tiền văn phòng đồng lý của Bảo Đại, mang bức điện của Ủy ban Nhân dân Cách mạng Bắc Bộ từ Hà Nội đánh vào và ở dưới ký tên Nguyễn Xiển, Nguyễn Văn Huyên, Nguyễn Như Con Tum và Hồ Hữu Tường. Nguyên văn bức điện như sau. Một chính phủ nhân dân cách mạng lâm thời đã thành lập, chủ tịch là cụ Hồ Chí Minh, yêu cầu đức vua thoái vị ngay để củng cố và thống nhất nền độc lập nước nhà. Khi cầm bức điện trong tay đọc xong, vẻ mặt Bảo Đại tỏ ra buồn lo vì câu sấm Nam đàn sinh thánh đã không đúng và câu sấm vạn đại dung thân cũng sai nốt. Bảo Đại nghĩ là sai vì trước đến giờ, Bảo Đại cũng như những người dân ở Huế chưa hề nghe nhắc đến cụ Hồ Chí Minh. Và ngay cả đến Phạm Khắc Hòe cũng còn bán tín bán nghi, không biết cụ Hồ Chí Minh và Nguyễn Ái Quốc có phải là cùng một người hay không. Nhưng để chỉnh lại nhà vua, nên Phạm Khắc Hòe đã vội vã chạy đi tìm ông Tôn Quang Việt để hiểu cho rõ. Không gặp được ông Việt, Phạm Khắc Hòe tới ngay nhà ông Đào Duy Anh để hỏi xem. May ra ông Đào Duy Anh là nhà nghiên cứu có thể biết rõ Hồ Chí Minh, Nguyễn Ái Quốc là ai. Ông Đào Duy Anh tìm nhiều nguồn tài liệu lịch sử thì nói ông Nguyễn Ái Quốc hoạt động cách mạng bôn ba hải ngoại nhiều nơi, hoạt động chính trị khi ẩn khi hiện nên đã phải có nhiều tên gọi khác nhau. Còn tên Hồ Chí Minh thì chưa có sách báo nào ghi cả và cũng không thấy ai nhắc đến. Ông Hòe thấy câu trả lời như vậy còn mơ hồ nên chạy tới ông Vũ Văn Hiền để hỏi lại xem sao. Ông Hiền là một luật sư, cũng để ý đến việc chính trị và biết rõ những hoạt động cách mạng của Việt Minh nên trả lời. Đúng rồi, Hồ Chí Minh là Nguyễn Ái Quốc. Ông Hòe nghe vậy mừng quá, chạy vội về báo tin cho vua Bảo Đại. Khi Bảo Đại nghe ông Hòe trình lại cụ Hồ Chí Minh là Nguyễn Ái Quốc, thì Bảo Đại giơ hai tay lên và buột miệng nói một câu tiếng Pháp, dịch ra là như thế thì thật đáng thoái vị. Bảo Đại vốn từ bé học bên Pháp nên hay nói tiếng Pháp trong gia đình khi có những chuyện vui buồn riêng tư. Nay được tin vui nên Bảo Đại cũng buột miệng dùng tiếng Pháp. Bảo Đại chỉ dùng tiếng Việt khi làm việc hoặc tiếp xúc với dân chúng. Sau khi nghe Phạm Khắc Hòe báo cáo rõ như vậy, Bảo Đại bảo ông Hòe thảo điện văn trả lời cho Ủy ban Nhân dân Cách mạng Bắc Bộ kẻo trễ. Điện văn nói như sau. Ngài mong ông Chủ tịch Chính phủ Nhân dân Cách mạng lâm thời gấp về Thuận Hóa để ngài giao chính quyền và ngài muốn cho ông biết ngày làm lễ ấy. Đến chiều ngày 25 tháng 8 năm 1945, ông Phạm Khắc Hòe lại nhận được bức điện của Chính phủ lâm thời tại Hà Nội gửi vào viết rằng hoan nghênh tinh thần dân chủ và đoàn kết, thống nhất của Hoàng đế. Yêu cầu Hoàng đế hạ dụ chính thức thoái vị để yên lòng dân. Đại biểu chính phủ lâm thời sắp tới Thuận Hóa. Thế là ngay chiều hôm đó, ông Phạm Khắc Hòe đã cho niêm yết bản chiếu thoái vị và bản tuyên chiếu với hoàng tộc. Cũng đồng thời, bản chiếu thoái vị của vị Hoàng đế được gửi đến các ông khâm sai Bắc Bộ, Nam Bộ và các tỉnh trưởng Trung Bộ để biết. Kể từ lúc nhận được bức điện từ Hà Nội gửi vào, Bảo Đại đã được trấn an nên dành thời giờ để ngồi tâm sự với ông Phạm Khắc Hòe. Bảo Đại nói là hiện giờ ông có một đồn điền riêng mới khẩn hoang trồng chè ở Plau trên quốc lộ 20 từ Đà Lạt xuống Sài Gòn và cho biết ý định sau khi thoái vị sẽ về Plau sinh sống bằng cái đồn điền chè. Ở đó, Bảo Đại còn có hai chiếc xe cam nhông có thể đóng lại để dùng làm xe đò chở thuê và ông Hòe cũng ngỏ ý thuê lại một chiếc để sinh sống. Còn thức ăn thì Bảo Đại nói ở gần rừng, thỉnh thoảng vác súng đi săn cũng đủ thịt để ăn không hết. Nếu bắn được con cọp thì dư tiền để sống phong lưu. Nhưng mọi người trong đại nội vào những ngày cuối tháng 8 thì thật buồn.
người nào cũng lo nghĩ là khi hoàng đế mất ngôi, chế độ mới lên thay, hoàng tộc sẽ sống như thế nào. Một bầu không khí hoang mang bao trùm của hoàng tộc. Đến 14 giờ chiều ngày 26 tháng 8 năm 1945, Bảo Đại làm lễ báo cáo việc thoái vị với tổ tiên tại Thái Miếu, cũng là nơi thờ của Gia Long và các vị vua kế tiếp. Sự kiện này diễn ra trong vòng giới hạn các thân tín, còn những hoàng thân quốc thích không ai tới dự vì tâm trạng của họ lúc đó quả thật buồn lo. Sau khi làm lễ xong, Bảo Đại về điện kiến trung để từ biệt bá quan. Bảo Đại và Nam Phương đứng nghiêm để các quan chắp tay, cúi đầu, vái mỗi người ba vái. Bảo Đại tỏ ra thản nhiên, nhưng bà Nam Phương thì rơi nước mắt. Tới ngày 29 tháng 8, ngay từ sáng sớm, dân chúng Huế đã lũ lượt kéo nhau tới sân vận động, tề tựu đông đủ để dự lễ meeting chào mừng phái đoàn chính phủ cách mạng lâm thời ở Hà Nội vào Huế để tiếp nhận ấn kiếm của Bảo Đại. Đúng hẹn, vào lúc 4 giờ chiều, phái đoàn chính phủ lâm thời tới điện kiến trung và được ông Phạm Khắc Hòe đón ở cửa điện, hướng lên bậc tam cấp để vào phòng khách nơi Bảo Đại sẽ tiếp phái đoàn. Tại phòng khách lớn này, Bảo Đại khăn áo chỉnh tề và vui vẻ từ phòng khách bước ra cửa đón phái đoàn vào. Sau gần một tiếng đồng hồ, Bảo Đại và phái đoàn nói chuyện vui vẻ và đi đến ấn định lễ thoái vị sẽ được cử hành đúng 4 giờ chiều vào ngày hôm sau, tức là ngày 30 tháng 8 năm 1945 tại Ngọ Môn. Lá cờ của nhà vua sẽ được treo lên lại, khi làm lễ xong sẽ hạ lá cờ này và thay vào đó là cờ đỏ sao vàng của cách mạng. Gần 4 giờ, có hàng chục nghìn người đã tụ tập trước Ngọ Môn, dưới kỳ đài và đang nô nức đón chờ giây phút lịch sử sẽ diễn ra, đánh dấu sự kiện chấm dứt chế độ quân chủ phong kiến và từ nay sẽ có một chính quyền khác do nhân dân làm chủ. Để biết thêm về lễ thoái vị của Bảo Đại, vị vua cuối cùng của triều Nguyễn, chúng ta hãy đọc một đoạn trích trong hồi ký của ông Trần Huy Liệu, trưởng phái đoàn của chính phủ cách mạng lâm thời năm 1945, người đã vào kinh đô Huế để dự lễ thoái vị và nhận ấn kiếm của Bảo Đại. Bảo Đại chít khăn vàng, mặc hoàng bào đứng trực sẵn ở cửa. Phái đoàn bước lên Ngọ Môn, dân chúng hoan hô sôi nổi. Đến lượt Bảo Đại đọc chiếu thoái vị. Đọc xong, Bảo Đại hai tay dâng chiếc kiếm dài nạm ngọc và sau đó là chiếc ấn hình vuông. Trong giây phút thiêng liêng, nếu sự việc chỉ có thế thì cũng thật đơn giản, nhưng trong đó còn có chuyện khá buồn cười. Chiếc kiếm dài nạm ngọc và ấn vàng này, theo lời người ta nói đều từ Gia Long để lại. Cùng với ấn kiếm còn có một chiếc túi gấm đựng bộ quân cờ bằng ngọc và những thứ lặt vặt quý giá khác. Khi tiếp nhận thanh kiếm của Bảo Đại dâng lên thì không có gì đáng kể. Nhưng khi tiếp nhận chiếc ấn vàng, ông Trần Huy Liệu, trưởng phái đoàn của chính phủ cách mạng lâm thời, đã phải chịu đựng sức nặng bất ngờ của chiếc ấn. Chiếc ấn nặng tới 7kg vàng. Sau khi đã nhận lấy ấn kiếm của Bảo Đại, ông lại phải giơ lên cho hàng vạn dân chúng đương ngóng trông ở cửa Ngọ Môn xem. Nhận ấn kiếm rồi, ông Trần Huy Liệu thay mặt chính phủ đọc một bài diễn văn tuyên bố xóa bỏ chính thể quân chủ từ ngày xưa để lại và chấm dứt ngôi vua cuối cùng của triều Nguyễn. Quay lại phía Vĩnh Thụy, tức là Bảo Đại, ông gắn một huy hiệu cho người công dân nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Từ giờ đã là công dân Vĩnh Thụy và có câu nói nổi tiếng: "Trẫm muốn được làm dân một nước tự do hơn làm vua một nước nô lệ." Lễ thoái vị vừa kết thúc, Bảo Đại và Hoàng hậu họp tất cả những gia nhân, hầu cận, thị vệ nữ để họ thu dọn đồ đạc, giao lại hoàng cung cùng tài sản công của triều đình cho chính quyền cách mạng. Đại bộ phận cho về gia đình quê hương bản quán. Ông chỉ giữ lại những đồ dùng cá nhân, quà biếu có thể mang theo. Vua đã thoái vị, triều đình không còn nên quân chủ đã sụp đổ. Sau thoái vị, Vĩnh Thụy được chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa khoản đãi rất tốt, chu cấp về tài chính. Ông được cử làm cố vấn tối cao cho chính phủ cách mạng lâm thời Việt Nam. Năm 1946, Vĩnh Thụy được cử tham gia phái đoàn Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa sang Trùng Khánh để thăm viếng Trung Hoa. Nhưng sau đó ông không về nước mà tách khỏi đoàn để tới Côn Minh rồi Hương Cảng, tức là Hồng Kông. Sau này, chính ông Phạm Khắc Hòe còn được Hồ Chủ tịch cử đi Hồng Kông để vận động Vĩnh Thụy trở về. Nhưng sắp đi thì được tin ông đã nhận lời tới Pháp nên ông Phạm Khắc Hòe cũng không đi nữa. Và phần còn lại như chúng ta đã biết đó là lịch sử. Cảm ơn các bạn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt